Chúng ta vừa nhận được tin báo có một thiết bị cực kỳ nguy hiểm trong nhà kho này, và có rất nhiều lính giáp đen hiện đang núp bên trong. Mục tiêu của nhiệm vụ là loại bỏ mối đe dọa này. Nhiệm vụ có tên là Trây Đen. Trong vòng 5 phút chúng ta có mặt ở vị trí. Mọi người sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Tốt. Everbot sẵn sàng lên đường. Chương trình thử nghiệm Amobot sắp bắt đầu. Khởi động chương trình thử nghiệm. Amobot một trạng thái bình thường, tỏa định vũ khí. Amobot 2 trạng thái bình thường, tỏa định vũ khí. Amobot 3 trạng thái bình thường, tỏa định vũ khí. Amobot 4 trạng thái bình thường, tỏa định vũ khí. Amobot 5 trạng thái bình thường, tỏa định vũ khí. SK, mau chóng lên vào nhà kho và tìm một điểm cao. SR và tôi sẽ tiến vào phía trước và ẩn nấp. Chúng ta sẽ cố gắng tìm ra thiết bị đó. TL đi vòng qua đằng sau và chặn hậu quân địch. BT tìm một điểm lợi thế phòng thủ để anh có thể thu hút càng nhiều lính giáp đen càng tốt. Tôi xác nhận thời gian hiện nay là 05:30. Chúng ta cần loại bỏ mối đe dọa này trong vòng 10 phút. Xin tuân lệnh. Xác nhận. Tiến lên. Đội trưởng, có rất nhiều lính giáp đen đi từ đường này. TL, hãy mau sử dụng lựu đạn để cản quân địch lại.
SR, tôi đã tìm ra thiết bị. Đó ở khu D3. BT, tôi và anh sẽ thu hút đám giáp đen còn lại để SR có thể tháo cỡ thiết bị nguy hiểm. Rất vui lòng. Tôi đã tiêu diệt tất cả lính giáp đen và tháo gỡ thiết bị. Hôm nay đã làm nhanh hơn được 20 giây. Giáo sư Jin, ngài có muốn nói thêm gì không? Quay trở lại 3 phút trước. Tuân lệnh giáo sư. Để tôi xem lại một lần nữa. Vấn đề đã xảy ra sớm hơn là tôi suy nghĩ. Thôi được rồi, hôm nay huấn luyện kết thúc. Mọi người giải tán đi. Lúc đó anh không cần phải giúp tôi vì tôi có thể xoay sở được. Tôi chỉ muốn hoàn thành cho xong bài tập mà thôi. Cha, anh ở đây lạnh quá đi. Thôi nào, các bạn vẫn còn cãi nhau vì việc ai đã bắn thêm vài phát đạn hay sao vậy? Hả? Tôi muốn thử khả năng tiên đoán của Mary thêm một lần nữa. Và tôi cũng tính hỏi nó xem tôi sẽ ăn sáng với món gì hay là màu giới chân của TL. Ít nhất cũng để Mary tiên đoán thứ gì có ít hơn đi. Vậy nói đi thứ gì? Nói thằng bé đoán xem hôm nay tôi hít đất được bao nhiêu cái. Ok, đã tới giờ lên đường. Tướng quân Yuan, chờ một chút. Ngài nghĩ sao? Ý ngài chính xác là gì? Tôi đang muốn nói về vấn đề mà hiện giờ ngài đang hết sức quan tâm. Nè, buổi huấn luyện đã kết thúc rồi sao? Đúng, nên sẽ không ai quan tâm tới nữa. Tôi hy vọng vấn đề đạn dược không xảy ra trong giai đoạn này. Tốt nhất là chúng ta tìm ra vấn đề của hôm nay để không phải trả giá cho ngày mai. Vui vẻ đi. Nè, khoan đã, xin đừng đi tướng quân. Đừng bỏ tôi lại một mình để tìm tòi vấn đề chứ. Người giữ hòa bình thế giới lẽ ra nên có vũ khí phòng ngự tốt nhất ở Emobot. Nhưng chúng ta vẫn cần phải cải thiện khả năng phòng ngự đó. Ngài có nghe tôi nói vậy không vậy? Đi chẳng bao giờ đúng giờ cả. Trước đây anh cũng vậy thôi. Sử nhi ngày nay, tôi vẫn luôn dậy lúc 5 giờ để tập thể dục mà. Thằng bé sẽ cải thiện dần dần. Ai cũng có đam mê riêng của mình, để cuộc sống có được những lúc đáng nhớ hơn. Cháu thiệt tình xin lỗi. Có đúng là cháu lại thức khuya để chơi game không? Thôi nào Mary, đi thôi. Cháu đã chơi xong cái game mới đó, BT. Chắc chỉ có game thôi sao? Mary. Cháu đoán được thứ gì có trong chiếc hộp này của chú hay không? Chú định dùng kẹo để điểm tâm hả chú? Không, cháu đoán sai rồi. Thằng bé đoán trúng thứ trong hộp của tôi. Đoán đúng hay sai thì có ý nghĩa gì?
Cháu đoán đúng, nhưng sao nhìn cháu lại không vui? Cháu đã nhìn thấy cảnh tượng trái đất bùng nổ sáng hôm nay. Chuyện gì sẽ đến nếu là sự thật? Chúng ta phải làm gì? Hả? Cháu đã thấy trái đất bùng nổ sao? Ý cháu chính là ngày tận thế hay sao? Nè, chờ một chút nào các bạn. Tất cả thí nghiệm của chúng ta cho thấy Mani không phải lúc nào cũng đúng, có nhớ không? Thằng bé thường không nắm bắt tận cùng, nhưng chuyện sẽ vẫn xảy ra. Chúng ta chỉ không biết khi nào hoặc ra sao. Mani, cháu thấy khi nào chuyện đó sẽ xảy ra? Không, cháu chỉ nhìn thấy trái đất nổ tung lên rồi cháu tỉnh giấc. Thằng bé trước đây chưa bao giờ thấy điều gì ghê gớm như vậy. Đúng, thằng bé thường thấy loại sách nào mà chúng ta mua cho nó, hay những gì chúng ta ăn sáng và tương tự. Có lẽ có gì đó liên quan tới bọn giáp đen. Sau khi thu thập dữ liệu từ rất nhiều mô phỏng chiến đấu, kỳ vọng với Emobot đã sút giảm. Giáp ngoài của Emobot được chế tạo từ hợp kim zirconium mới, tạo ra khả năng kháng nhiệt và chống ăn mòn, trọng lượng nhẹ và độ bền cao, khó phá vỡ, và trong nó còn có một lớp da phỏng theo các cơ con người để có thể bảo vệ chịu đựng áp lực nhiệt lạnh và có thể nâng cao đáng kể các chức năng của cơ thể người dùng. Năng lượng của Emobot đến từ các lò phản ứng tổng hợp hạt nhân đồng vị. Đó là ánh sáng và hiệu quả. Các đơn vị hydro sẽ cung cấp năng lượng tương đồng 4 lần nhiên liệu. Các cảm biến đa chức năng có thể phát hiện nhiệt độ, sự rung động, sóng điện và ánh sáng, khiến cho nó dễ dàng truy tìm kẻ thù. Ba động cơ máy bay phản lực sẽ cung cấp tốc độ cao, đảm bảo thời gian phản ứng tốt. Nhưng mà khả năng chiến đấu lâu dài của nó là một vấn đề cần phải được giải quyết ngay bây giờ. Ngon quá, con ngon chín rồi. Đừng lo lắng cho bất cứ điều gì. Mày đừng có chơi y học rồi thôi. Tướng quân, đội trưởng LM cần nói chuyện đây. Được rồi, ngu. Thưa tướng quân Duan, Madi đã nhìn thấy cảnh trái đất bùng nổ. Bay đi non, đánh răng đi bùng là sao chỗ gia vào trái đất xong? Hãy gọi cho bộ phận hàng không và không gian đi. Dạ. Vâng, đi. Anh có thông tin chi tiết chưa? Dạ chưa.